Trở lại với Colombia để cùng đồng hành trong chiến dịch truy bắt tên tội phạm giàu nhất thế giới, Pablo Escobar. Liệu sau khi chính phủ công khai truy bắt thì ông trùm ma túy sẽ có những động thái đáp trả như thế nào để bảo vệ tính mạng của mình và gia đình cũng như đế chế bánh khảo kiếm về hàng nghìn tỷ mỗi ngày? Bộ phim được mang đến bởi content Thịnh Tu và Tôi Quản Quại. Narcos là câu chuyện dựa trên nhân vật và tình huống có thực trong lịch sử, cộng thêm các yếu tố thêm bớt để tăng tính hấp dẫn cho bộ phim. Nếu muốn có những trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim. Còn bây giờ là lúc chúng ta quay trở về năm 1986, sau cuộc đột kích của quân đội vào nhà tù thảnh thơi của Pablo. Với hơn 250 lính tinh nhuệ, hàng chục ngàn băng đạn được xả ra, cộng với 4 máy bay trực thăng, cả 7 con chó nghiệp vụ nữa, thì kể cả có mọc thêm cánh thì ông trùm cũng không có cách nào để thoát khỏi ma trận. Vậy Escobar đã làm cách nào? Giữa một cánh rừng tối, hắn bước ra như một vị thần, tiến thẳng tới họng súng của một nhóm lính được trang bị vũ trang, và thứ những người đàn ông trong bộ dàn di không có chính là gan để bóp cò, rồi cứ thế để Pablo trốn thoát mà không đổ một giọt máu nào. Có lẽ là mấy anh lính cũng sợ, vậy còn những người khác thì sao? Đặc vụ Murphy vừa bị vợ dỗi sau khi bị ổ ma túy Colombia trùm đầu bắt cóc. Anh đã trấn an cho cô hiểu rằng mình là người dẫn chuyện cho cả phần phim nên là không hẹo được đâu. Ngay lúc này Murphy nhận được tin từ Pena rằng Pablo đã trốn thoát. Với anh thì đó lại là một tin vui, vì ít ra anh còn có cơ hội để tận tay kết liễu thằng khốn đó. Nhưng những người khác thì không nghĩ vậy. Lúc này tại văn phòng chính phủ, tổng thống cùng các tướng lĩnh cấp cao đang bàn về những nguy cơ khi Pablo có được tự do. Chắc chắn con hổ sẽ không ngoan ngoãn ngồi lại đàm phán với một lời đề nghị nào khi phe nhà nước đã quyết định phá luật. Bước đầu, họ sẽ phong tỏa các con đường, thiết lập các trạm kiểm soát xe. Và người đứng đầu chiến dịch này sẽ là đại tá Pinzon. Ông này coi như là thay thế vị trí của quan võ Carrillo. Pinzon thì nổi tiếng là quý Hoa Kỳ, nên cấp cho hai đặc vụ cái văn phòng to đùng, với đủ các loại sổ sách cũng như đội ngũ support tận tình. Trong lúc đó, Pablo đã quay trở lại gia viên để đoàn tụ với gia đình của mình. Đêm nay sẽ là đêm bình yên cuối cùng của Colombia, vì vị vua sau bao tháng ngày bị giam lỏng trong khu giải trí biệt lập thì vẫn thèm khát mùi vị của sự tự do như ai khác. Sáng hôm sau, tin tức về chuyện Pablo trốn thoát khỏi nhà giam đã lan khắp các phương tiện truyền thông. Mọi con mắt đều hướng về Medellin, và người Mỹ cũng không ngoại lệ. Murphy và Pena lái xe tới nhà giam để xem còn chút gì mà quân đội để lại cho mình hay không. Nhưng khá chắc là họ chỉ có thể lấy thêm được thông tin qua những tờ báo cáo, chứ ở bãi chiến trường này chỉ còn lại đống rác rưởi. Tiện đây thì chắc một vài nhà xưởng của Pablo sẽ bị cảnh sát dòm ngó tới, sau khi cuộc đột kích bất ngờ khiến đống giấy tờ không bị tiêu hủy. Dù được đàn em khuyên vào thời điểm hiện tại hãy tạm lánh nạn, nhưng với người có máu làm ăn như Pablo, ông ta cực kỳ sốt sắng chuyện làm ăn của mình. Việc cần làm bây giờ là củng cố tinh thần cho các băng đảng sau sự trở lại của nhà vua, và để đi lại trong thời kỳ hỗn loạn của Medellin, ông ta cần một tài xế. Người này phải thông minh, dũng cảm và trung thành, và đặc biệt cần có hồ sơ trong sạch, hay nói cách khác là chưa từng làm tội phạm. Người được chọn là Lyman, người quen của Quica. Anh này nghề nghiệp taxi, chuyên chở thức ăn cho chim. Ban đầu nghe đến việc chở Escobar thì cũng hơi rén, cơ mà nghe đến tiền thì lại ham. Lyman có một kế hoạch là để ông trùm nằm ở cốp xe, sau đó cho một em gái khác ngồi ở ghế sau giả làm khách. Em gái được chọn là bạn học cũ của Lyman, đang là single mom, vừa có thể tin tưởng, vừa có thể giúp cô này trang trải cuộc sống. 5 phút sau, Lyman quay trở lại cùng với em gái, và cả ba người lên xe rồi quay lại dinh thự của ông trùm. Đứng trước mặt Pablo, Lyman biết rằng cuộc đời mình từ đây sẽ rẽ sang một hướng khác, đi chung với tiền tài của cải là cái chết có thể ập đến bất cứ khi nào. Với mạng lưới tai mắt chủ yếu là nhi đồng, Pablo luồn lách khỏi các trạm kiểm soát. Cứ thế, người giàu thứ 7 thế giới tới được các cơ sở của mình. Theo thông tin được báo cáo lại, dạo này các khoản thuế thu lại đang hơi ít, phần lớn đến từ việc nhà Moncada không chịu đóng góp nữa. Lý do đến từ mùa trước, khi mà Kiko, kẻ đứng đầu nhà này, bị Pablo BBQ. Sau khi nghe lời vợ mà tiểu xảo với số tiền đáng nhẽ phải nộp lại cho ông trùm, bà vợ thì cũng cay, nhưng mà vừa cay vừa sợ, vừa muốn trả thù cho chồng, lại vừa lo mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Pablo vì cái tội phản bội. Cơ ngơi của Judy thì vẫn còn đó, những phân xưởng sản xuất bánh khảo được điều hành bởi người em trai Jaime và trưởng ban an ninh Don. Trong khi bà chị đang sốt vó lên vì không biết khi nào thì Pablo gõ cửa, thì cậu em trai lại bình chân như vậy. Cậu ta cho rằng Pablo giờ đang trốn như một con chuột, không dám vác mặt ra ngoài vì sợ cảnh sát tóm. Với tình hình này thì Don và bà chị gái đồng ý với chuyện sẽ đóng cửa các lò sản xuất một thời gian, cho đến khi Pablo bị giết hoặc bị bắt. Còn thằng em thì hống hách không nghe, nó còn gọi cho một băng khác là hai anh em nhà Prisco với ý tưởng cùng hợp tác như một đế chế riêng chứ không dưới trướng của Pablo. Nói một chút về anh em nhà Prisco, người anh có xuất thân từ bác sĩ, có tiếng trong cộng đồng y tế. Có một sự kiện nổi bật là nhóm này đã ra tay với Andres Escobar, cầu thủ bóng đá của đội tuyển quốc gia Colombia, bởi vì anh đã đá phản lưới nhà tại World Cup năm 1994. Tuy trùng họ nhưng Andres không có liên hệ gì với Pablo Escobar cả. Quay trở lại, đáng buồn cho cậu em nhà Moncada, trẻ người non dạ, nghĩ mình có thể đấu lại với ông trùm Colombia. Sau khi cho anh em Prisco địa chỉ xưởng của mình, thì nhà Prisco đã mách lại cho Pablo, và đích thân ông trùm đã tới để tiễn kẻ tạo phản về cùng với ông anh rể Kiko. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, Pablo trở về dinh thự của mình, vẫn trong cốp con xe taxi màu vàng đó. Kết thúc phi vụ vận chuyển, anh tài xế chở cô bạn single mom về nhà. Tưởng như đã xong xuôi thì thằng Quica ngồi trong xe lại ngứa háng, nên đã rẽ vào nhà thổ làm nháy rồi về ăn cơm cho nó ngon. Ai dè trước đấy có một con điếm vì không được thuê ngồi sau xe, nên đã cay cú mà bắn tin lại cho cảnh sát. Vì nguồn tin không được uy tín lắm nên phía cảnh sát chỉ xin được hai người, là anh Chọc với đặc vụ Pena.
Khi thấy Pena tiến đến thì anh tài xế Lyman vội vàng chạy vào trong nhà thổ để gọi bạn mình, mau chóng xách quần lên trước khi đái ra máu. Và thế là thằng Quy Ca chạy thoát. Cuối ngày, phía chính phủ, cụ thể là Tổng thống Gaviria đã lên sóng để treo thưởng 1,4 triệu đô cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ Pablo Escobar. Hay nói cách khác là trong mọi trường hợp, nhà nước sẽ không đàm phán với chùm khủng bố thêm một lần nào nữa. À mà trước khi tiếp tục video thì nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về những vụ án kinh tế hoặc thu nạp kiến thức kinh tế một cách dễ hiểu nhất, bạn có thể ghé qua Lóng, nơi chúng tôi làm các vấn đề về tiền cũng như cách kiếm tiền, tiêu tiền. Đơn giản đến nỗi đứa trẻ 5 tuổi cũng hiểu được. Bà già 80 tuổi vẫn tự tin cầm tiền đi đầu tư. Video đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một trong những đại án tham nhũng kinh tế lớn nhất Trung Quốc. Nên các bạn có thể vào ngay kênh Lóng bằng đường link ở trong phần mô tả và bình luận để xem. Sau hôm chết hụt vì bị cớm lùa, Quy Ca trở lại nhà thổ. Quyết lột da có điếm nào chỉ điểm với cảnh sát. Đáng tiếc cho hắn và cũng đáng tiếc cho mấy cô em làng chơi. Vì không ai nói được cho Quy Ca kể nhiều chuyện, nên toàn bộ các con hàng ở nhà thổ đều ăn đạn hết. Còn đại ca của hắn, Pablo, sau khi nghe được tin Tổng thống không muốn đàm phán với mình, ông ta lại cho rằng đó là dấu hiệu ngầm của cuộc thỏa thuận, nên đã tìm người tới chuyển lời tới phe chính phủ là giờ mình có thể ngoan ngoãn lại nếu họ đồng ý đưa ông vào nhà tù riêng như trước kia. Cái yêu cầu đó dĩ nhiên không đến tai Tổng thống, mà được truyền tới trưởng ban công tố Gustavo. Không giống người Mỹ thì trưởng ban công tố Colombia do tòa án tối cao chỉ định, nên là đôi khi Gustavo có những quyết định khác với ý muốn của Tổng thống. Vậy nên là Duque, tên luật sư của Pablo, đã tìm đến lão để đòi thêm quyền lợi cho thân chủ của mình. Bởi giờ đây mọi chuyện đã khác, đây không chỉ là vấn đề của riêng Colombia, mà nó đã lan sang cả chính phủ Hoa Kỳ. Lúc bấy giờ, vị tổng thống mới tái cử là George Bush đã ban hành thêm án tử cho các chùm mai thúy và cả một lực lượng riêng, bắt đầu bằng việc chỉ định đại sứ mới Arthur Crosby, một người chuyên phụ trách các vấn đề chống khủng bố. Ông này đã dùng danh bạ hồi ở CIA của mình, nơi có chứa những người sẵn sàng sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu nhất để gọi tới đồn trưởng Bill Stechner. Ngoài ra còn đề cử một vị trưởng ban mới, Messina, sẽ là những người trực tiếp quản lý hai đặc vụ Murphy và Pena. Nói chung đây sẽ là những lực lượng bổ sung của phe Mỹ và cuộc chiến nhúng tay vào tình hình chính trị của Colombia. Nếu bạn thắc mắc tại sao trong buổi họp không có Murphy thì mấy hôm trước, sau khi nhận tin vợ mang con về Mỹ vì không chịu được công việc của chồng, thì anh trai này lại giận cá mà vã cả hai thằng cha nào đó trong phòng vệ sinh khi phát hiện mũi chúng nó dính bột trắng. Thế là Pena phải lấy danh dự của mình ra để thuyết phục trưởng ban cho ông bạn quay trở lại đội. Vậy thôi. Làm bàn giấy mãi cũng chán, nên Pena và Murphy qua một đội đặc nhiệm của đại tá Pinson để cùng mấy chiến sĩ đi thực tế. Hôm nay sau khi nghe được tin phím của người dân, nhóm đặc vụ lên đồ để đột nhập vào một căn nhà. Đến lúc phá cửa ra thì chẳng thấy bóng mafia nào. Có mỗi hình nộm của ông Tổng thống Bush được treo trên thánh giá, đã thế còn bị lũ trẻ con hàng xóm cười vào mặt. Đá qua bên băng đảng, Quy Ca sau pha quét sạch ổ gái điếm, hắn vẫn không thỏa mãn, cho rằng người chỉ điểm mình vẫn còn đang lêu lổng ngoài kia. Và gã đã tìm đến nhà cô bạn của thằng taxi, cái cô hôm trước ngồi sau xe ô tô chở Pablo ấy. Sau khi gõ cửa mà không thấy chủ nhà, Quy Ca đập vỡ cửa kính rồi xông vào. May mắn cho bà mẹ đơn thân là người tìm ra cô lại là thằng bạn, nên ngày này năm sau đã không trở thành ngày dỗ đầu. Cùng chiều hôm đó, Quy Ca đi mua bệ xí vàng cho ông chủ, giống hệt với cái ở nhà tù cũ. Không may tin tức đó được người dân báo lại về phía cảnh sát. Họ nói hắn khi mua xong đã đi về phía con đồi. Đối chiếu với thời gian hiện tại là khoảng 2 giờ đồng hồ trôi qua, nhóm khoanh vùng được những khu vực có thể là hang ổ của Pablo. Trong danh sách đó có một trang trại có đường vào từ cả hướng đông và tây. Cảm thấy đây là cơ hội tốt để triển khai một cuộc tấn công, thì bà trưởng ban đã đích thân đi nói chuyện với đại tá Pinson để xin xe và lính. Ông đại tá ban đầu không đồng ý xuất quân vì vụ thất bại lần trước khi bị người dân dắt mũi cho tìm được hình nộm của Tổng thống Bush, nên ông không muốn trở thành trò hề thêm một lần nữa. Cứ nhìn gương của đại tá Carrillo là biết, mặc dù Liêm và Chiến là thế, mà sau vài thất bại thì giờ đã bị đá sang Tây Ban Nha công tác rồi. Cơ mà không xin được Pinson thì bà trưởng ban có cách khác. Bà gọi thẳng đến vị đại sứ Crosby. Crosby lại gọi cho Tổng thống Gaviria, người đang rất muốn cái đầu của Pablo. Rồi Tổng thống gọi tới đại tướng để ông ta bắt Pinson phải xuất quân đi. Và có lẽ vì cay cú nên Pinson không làm theo kế hoạch đề ra. Hắn mang quân đi bằng cửa chính, đánh động hết cả dân chúng xung quanh, làm cho phía đàn em của ông trùm hay tin nên đã báo lại với ông chủ để cả gia đình Pablo cuốn gói đi ngay lập tức. Và dĩ nhiên những căn nhà mà ông trùm chọn không chỉ có những tiện nghi đầy đủ, mà chúng còn được bố trí cả các đường hầm phía dưới để có thể tẩu thoát trong những trường hợp bị bao vây tứ phía như thế này. Đáp lại hành động không hề có một chút thiện chí nào từ phía chính phủ, sáng hôm sau, Pablo lệnh cho đàn em xuống phố nhuộm đỏ đường phố Medellin bằng tiết của các sĩ quan. Người ta thống kê số người mà Pablo đã xuống tay, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, là hơn 400 người mỗi năm. Vậy động lực hay sức mạnh nào khiến những người đàn ông khoác lên mình bộ áo xanh? Là lòng yêu nước hay ý chí chiến đấu vì lẽ phải? Dù có là gì đi chăng nữa, khi họ ngã xuống, nỗi đau vẫn sẽ bị để lại cho gia đình của họ. Có những người may mắn chưa phải nằm xuống, có một áp lực ngày càng đè nặng lên họ. Và khi bị đẩy đến giới hạn, có người đã chọn cách từ chức, còn người không thể từ chức, họ đã chọn cách đối đầu với quỷ dữ. Lúc này ở đại sứ quán Colombia tại Tây Ban Nha, quan võ Carrillo đã được nhận một cuộc gọi của Tổng thống để quay về đất mẹ. Đây không phải tin xấu duy nhất đến với Pablo. Còn nhớ bà chị Judy Moncada, người bị chính tay ông trùm xuống tay với cả chồng lẫn em trai ấy. Bà chị này vừa cập bến hang ổ của Pablo, của băng đảng Mai Thúy Cali. Phần trước ta cứ nghĩ Pacho cầm đầu băng,
Nhưng thực chất hắn chỉ là cái tên công khai, còn người đứng sau là Gilberto, người được biết đến với nhiều ngành nghề. Có người biết đến hắn với vai trò đồng điều hành một ngân hàng riêng. Có người lại nói Gilberto sở hữu chuỗi các tiệm thuốc lớn nhất Colombia, hay đồng sở hữu cả một đội bóng riêng. Nhưng tất cả chừng đó chỉ để che mắt thiên hạ, cho danh tính kẻ buôn cocaine lớn thứ hai thế giới. Anh em Gilberto không quan tâm tới vương miện của Pablo, họ rạch ròi chuyện địa bàn. Ông top 1 bên Miami, còn tôi thống trị ở Cali. Tuy không kiếm được nhiều tiền như Pablo, nhưng hai quý ông này vẫn mang danh doanh nhân, chứ không bị nhà nước treo thưởng như ông top 1. Quay trở lại phi vụ hợp tác giữa Judy và bang Cali, bà chị sẵn sàng chia sẻ các lò sản xuất của Pablo cho phía Gilberto, với điều kiện mong bang Cali sẽ tiêu diệt tận gốc ông trùm. Nhưng một con cáo già như Gilberto biết thứ giá trị hơn ở đây không phải là thứ Pablo có, mà chính là thứ hắn đang tìm kiếm. Hay nói cách khác, Gilberto muốn vị trí tất cả các lò sản xuất của Judy. Đúng là doanh nhân thì có cái tầm nhìn xa hơn người thường. Hơn nữa, phía bang Cali biết rõ mình không nên đối đầu với Pablo, thay vào đó hay mượn tay của phía quân đội, lúc này vừa được trao quyền chỉ huy bởi quan võ Carrillo. Nói đi cũng phải nói lại, dù có các phương án mang tính cực đoan, nhưng đại tá là người duy nhất khiến Pablo Escobar run sợ. Ngay khi có lại quyền lực của mình, Carrillo đã triển khai kế hoạch. Bước đầu tiên, ông muốn điều động 100 lính và 6 xe tải hiên ngang đi trên phố để thông báo với Pablo sự trở lại của chiến thần quân sự. Đó không phải sự phô trương mà là cả một kế hoạch thiên tài. Sự hiện diện của đoàn quân khiến tai mắt của Pablo đồng loạt báo tin về tổng hành dinh qua hệ thống nghe trộm. Phía cảnh sát khoanh vùng được vị trí mấy thằng chỉ điểm, nhưng chỉ là khoanh vùng thôi, chứ chưa biết chính xác chúng nó ngồi ở quán xá ngóc ngách nào. Bước tiếp theo, đại tá ra lệnh chuẩn bị 6 xe cảnh sát chìm, mỗi xe chở 4 người, nhưng đi cách nhau 20 phút để tránh sự chú ý. Lần này đại tá sẽ đích thân ra trận cùng với Pena. Đúng như kế hoạch, đám chỉ điểm bị tóm gọn trong khi đang hóng gió. Chúng không thể chối được khi ở đuôi quần vẫn đang dắt một con bộ đàm. Tất cả làm đồng thời cùng một lúc để tin tức không bị truyền đi. Sau cùng, đám báo thủ bị dồn về một cụm. Thằng lớn nhất chắc vẫn đang học cấp 2, còn thằng bé giỏi lắm 16 tuổi là cùng. Mà khá chắc là chúng nó cũng bỏ học hết. Bọn này thì lăn lộn xã hội sớm, cộng với việc bị tiêm nhiễm tư tưởng chống phá nhà nước, nên là chẳng thằng nào tỏ ra sợ hãi gì cả. Chúng nó nghĩ với cái kim bài miễn tử nhi đồng thì cảnh sát sẽ tha cho chúng, nhưng mà đó là một suy nghĩ sai lầm. Để có thể tiêu diệt quỷ, Carrillo đã bước một chân xuống địa ngục. Đã là tay sai của Pablo thì sẽ không có ngoại lệ. Đến khi lũ nít danh sợ tái mặt, ông đưa cho thằng nhỏ nhất một viên đạn, bảo nó gửi tới Pablo một thông điệp: lần sau đây sẽ là thứ chui vào hộp sọ của mày. Sau đó ông thả cả đám còn lại đi. Khá chắc là chúng nó đã được một bài học về nỗi sợ. Sáng hôm sau, thằng út được đưa tới thẳng chỗ của Pablo để đưa lại viên đạn. Ở phía ông trùm, không những không nao núng, ông còn vác luôn thằng cua con này tới gặp cô phóng viên chân dài, cho nó một cuộc phỏng vấn, kể lại tất tần tật việc mà Carrillo và Sir Sprock đã làm tối qua. Ngoài ra còn tiết lộ trong nhóm cảnh sát có người nói tiếng Anh. Việc đó sẽ kéo theo trách nhiệm của Mỹ trong vụ bê bối này. Có lẽ nước đi này, người thiệt nhiều hơn lại là đại tá Carrillo. Ở một nơi khác, Don Béo vừa có một cuộc gặp mặt kín với Pena. Hắn đưa vị trí về lò sản xuất lớn nhất của nhà Moncada, tức là chính nơi mà hắn đang phục vụ. Nơi này thì vừa bị người của Pablo đóng chiếm, nên có thể coi là một nước thí để lấy lòng tin từ phía đặc vụ Pena. Sau khi triệt phá, các cảnh sát bắt được vài tên lính của Pablo. Nghĩ rằng với phương pháp nghiệp vụ mới lạ, bằng cách cho tội phạm rơi tự do trên trực thăng, thì Carrillo có thể khiến mấy thằng đàn em khai ra vị trí của ông chủ. Nhưng rất tiếc, đám tội phạm này có phẩm giá riêng của mình. Chúng thà xuôi theo trọng lực còn hơn trở thành kẻ phản bội. Vậy ai là người được lợi nhất sau vụ bán thông tin này? Đó là băng ma túy Cali. Chúng vừa mượn dao của cảnh sát để cứa nhẹ vào da của Pablo, vừa không mất một nguồn lực nào vì cái lò sản xuất bị triệt phá kia, lại là của nhà Moncada. Và ngày sau, đoạn video phỏng vấn thằng út đến tai người dân Colombia. Ở góc độ chính trị, tổng thống không đưa ra bất kỳ nhận định nào, dù là xác nhận hay phủ nhận. Vì về cơ bản, nếu bơ nó đi thì dân sẽ nghĩ là fake news. Còn phía Mỹ, họ không quan tâm việc Carrillo có xuống tay với Nitno hay không. Cái họ quan tâm là vụ bê bối đó lại có mặt của người Mỹ là Pena. Vậy nên trong lúc này, yêu cầu đặc vụ không trả lời với cánh báo chí. Và lần sau nếu Carrillo có muốn đi đâu hay làm gì, thì tốt nhất là không mang theo người Mỹ để tránh khỏi dính dáng. Chưa kịp đưa thông tin xuống cấp dưới, thì tối nay, cả Murphy và Pena lại cùng đại tá đi công thành. Sau khi bắt được tín hiệu của đàn em Prisco phát ra từ một quán bia, với bản tính hiếu thắng của mình, Murphy đã đi tách đoàn, với tham vọng có thể bắt lẻ được tên cầm đầu. Ai dè lại bị lạc giữa khu phố, nơi mà mấy thanh niên xóm đứa nào cũng dắt mông một cây hàng nóng. Nếu không có Pena tới kịp, chắc có lẽ chúng ta đã mất đi người dẫn chuyện của phim. Dù vậy, đây vẫn có thể coi là một chiến thắng nhỏ. Dần dần, các chân rết của Pablo bị vặt từ từ. Trong khi đó, ông trùm vẫn chưa có một động thái đáp trả nào, khi càng ngày xung quanh ông càng có nhiều kẻ thù. Giờ là cả quân đội và băng Cali cũng đều chống lại Pablo. Chưa dừng lại ở đó, nếu bạn nhớ ở phần trước, Pablo từng liên kết với nhóm cộng sản M19 trong vụ bao vây dinh tư pháp. Khi làm thế, hắn đã làm quân tự vệ bực mình. Đây là một nhóm bán quân sự cánh hữu cực đoan, được lãnh đạo bởi anh em nhà Castano là Fidel và Carlos. Nhóm này có thù địch với du kích cộng sản, do vào năm 70, cha của họ, một điền chủ đã bị quân du kích bắt cóc và đòi 50 triệu peso tiền chuộc. Nhưng mà các con trai chỉ có thể xoay sở được 1/3 chỗ đó, nên là Fidel và Carlos chỉ có thể nhận lại xác của ông già được trói bên cạnh gốc cây. Từ đó anh em nhà Castano quyết tâm tiêu diệt du kích để trả thù cho cha. Bất cứ nơi nào có du kích họ diệt sạch, dân làng ở cùng với du kích cũng đi luôn. Và những người có cùng mối quan tâm bằng cách nào đó sẽ tìm được đến nhau.
còn ai ghét cộng sản hơn người Mỹ. Sau một cuộc trao đổi, đồn trưởng Bill Stetsner có được cái bắt tay của hai anh em để cùng góp sức tiêu diệt Pablo Escobar. Sau đó anh em nhà Castano đến gặp Pacho và Judy. Với nguồn lực dồi dào từ Pacho cộng với lượng thông tin của Judy, giờ lại có cả quân lính của nhà Castano. Đừng nói một năm, có khi chỉ mất chưa tới một tháng để họ đặt dấu chấm hết cho Pablo Escobar. Tuy nhiên chơi với rắn có ngày cũng sẽ bị cắn tay, nên tạm thời Pacho từ chối lời đề nghị hợp tác để về hỏi lại đối tác của mình rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Vào thời điểm này, ai cũng cảm thấy chiếc ngai của Pablo đang dần bị lung lay. Đến cả những tên đàn em của chính Escobar cũng nhận ra điều đó. Anh tài xế Lyman chiều nay vừa tới gặp cô bạn single mom hôm trước mình cứu mạng. Anh phím tin cho cô về vị trí chiều nay mình đưa ông trùm tới, rằng đây sẽ là cơ hội để cô đổi lại chiếc visa bay qua Mỹ cùng con gái. Nên là tối hôm đó, em gái này qua mối quan hệ của mình hẹn được trực tiếp với Pena. Em gái nói mình lấy thông tin từ Lyman, một tài xế riêng của Pablo. Cô ta cũng kể lại cách mà anh tài xế có thể vượt qua nhiều trạm kiểm soát do có hồ sơ trong sạch. Để cho chắc chắn một lần nữa thì phía cảnh sát quét tín hiệu radar quanh vùng chỉ định, và đúng thật có giọng nói của Pablo ở đó. Thế là Carrillo mang quân đi, nhưng lần này phía Mỹ yêu cầu hai đặc vụ phải ở nhà vì phía Mỹ không muốn họ dính dáng đến bê bối của Colombia thêm một lần nào nữa. Nhưng làm gì có miếng mồi nào ngon đến vậy. Đoàn xe của cảnh sát khi đi tới một khu phố hẹp đã bất ngờ bị đánh bom. Phía trước thì bị dàn cảnh xe tải chặn đường, tạo thế bánh mì kẹp, muốn tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Lúc này trên khắp các ô cửa sổ hai bên nhà, các tay súng bắt đầu ùa ra, xả mưa đạn về phía xe cảnh sát, trong đó có cả đại tá Carrillo. Và đoán xem, ai là người đứng sau kế hoạch này? Giữa làn khói của dầu máy, Pablo bước ra như một con quỷ bất tử. Hắn ta đứng trước mặt Carrillo, tặng lại anh viên đạn mà đại tá đã gửi cho mình. Vậy cuối cùng thì ai đã lên kế hoạch lừa phía cảnh sát? Không phải Pablo, cũng không phải mẹ đơn thân, mà lại chính là anh tài xế hiền lành. Anh ta đã dựng lên một vở kịch, ở đó cô bạn single mom là người chủ động lừa cảnh sát. Điều này thì sẽ giúp cô ta lập công với Pablo, đồng nghĩa với việc sẽ thoát khỏi sự truy lùng của Quica, lại có một số tiền thưởng từ ông trùm giúp hai mẹ con có cuộc sống đầy đủ. Nói chung là có ông bạn học như này mới điểm. Sự việc Pablo ra tay với Carrillo đã đến tai băng mai thúy Cali, và họ cảm thấy cần phải hợp tác với anh em nhà Castano trước khi Pablo tìm tới mình. Sau khi bên có tiền và bên có lính bắt tay với nhau, họ tìm đến bên có quyền để hợp tác. Ở đây là phía cảnh sát, tất cả sẽ hợp tác với nhau một lần để tiêu diệt Pablo Escobar. Khác với phía cảnh sát là tiếp cận Pablo rồi ám sát hắn, thì băng anh em này sẽ sử dụng thông tin mà mình có để vặt từng thằng đệ một cho đến khi hắn chỉ còn một mình. Ngoài ra thì bên băng đảng sẽ cần công nghệ vệ tinh giám sát từ phía chính phủ. Còn họ, họ sẽ làm những thứ mà phía cảnh sát không dám làm, những việc dơ bẩn. Trước khi tiễn Pena ra về, bà Judy gửi thêm ông một món quà nhỏ. Đó là địa chỉ của em gái single mom đã bóp ré cả tim và gián tiếp khiến Carrillo bỏ mạng. Ngày hôm sau thì Pena dùng địa chỉ đó để đến hỏi tội em gái. Tất nhiên là không phải đè ra đánh đòn hay là bắt viết giấy kỷ luật, mà cô ta sẽ được sắp xếp cho một kế hoạch riêng. Buổi chiều hôm sau, em gái hẹn được anh tài xế ra quán trà sữa. Đến khi tên này quay về, Pena lái xe bám theo, tới được một căn nhà bên phố. May mắn cho ông, bên trong có thằng Valesco, thuộc loại tướng tá của Pablo. Sau đó Pena gọi hội tới chơi, không phải phía cảnh sát, mà là các anh em xã hội ông mới quen của băng Cali. Và rồi một đặc vụ, một cảnh sát team up chung với mấy anh em lính đánh thuê. Tất cả ùa vào trong nhà xưởng, với chỉ một vài lính lác quân ta nằm xuống, cuộc đột kích đã thắng lợi. Toàn bộ người của Pablo trong xưởng đều bị tiêu diệt, còn Valesco đã bị bắt sống để về tra hỏi. Sau màn hỏi thăm đầy tình cảm của Don Béo, Valesco đã khai ra một số thông tin về vị trí ba người kế toán của chúng và cả việc hắn chuẩn bị ra sân bay đón Liền. Thế Liền là ai? Chuyện là việc làm ăn của Pablo thu tiền phần lớn tới từ Mỹ, cụ thể là Miami. Mọi thứ ở Miami được điều hành bởi Liền. Liền thì đơn thuần là một tên giỏi làm ăn, đẹp trai và nhát chết. Tuy nhiên trong ba tính từ đó không có cái nào là trung thành, nên sau một vài lời ngon ngọt, Liền đã chuyển qua làm ăn với băng Cali, cùng với việc báo lại với bên Pablo là anh ta không thấy Valesco ra đón mình ở sân bay nên đã quay trở về Miami. Chắc chắn khi không có tiền rót về, dần dần Pablo sẽ yếu đi, quay trở lại với tình hình đất nước. Sau khi đại tá Carrillo về trời, tổng thống cần một người khác vào thay vị trí này. Quân đội thì không thiếu người dũng cảm, nhưng để tìm một người vừa dũng cảm vừa tài trí thì không có nhiều. Và trong hàng chục cái tên, đại tá Martinez đã được chọn. Ban đầu đại tá cũng nói khéo là không dám nhận trọng trách cao cả này, cho đến khi tổng thống dọa sẽ cho con trai ông vào đội search block thì Martinez đành phải nhận chức để cứu đường sống cho thằng con. Martinez thì hơi già, từ giao diện cho tới cách làm việc, ông không sử dụng thông tin mà Pena lấy từ băng Cali, thay vào đó sử dụng chiến thuật của mình. Tất nhiên là nó không mang lại kết quả tốt. Trong khi đó, băng Cali đẩy quân của anh em nhà Castano tràn đầy đường phố Madeleine. Nhóm này làm việc cực kỳ hiệu quả. Mỗi hôm lại có một nhóm sát thủ của Pablo bị triệt hạ. Đổi lại thì đường phố có hơi hỗn loạn một xíu, nhưng mà ai lại thương tiếc cho lũ buôn mai thúy, đúng không? Sáng hôm sau, xác của Valesco được treo lủng lẳng trên xích đu ở Madeleine. Trên đó là lời cảnh cáo tới Pablo và bọn chúng, hay là cả tôi và các bạn đều biết rằng băng của Castano đã lấy cái tên cho nhóm hành quyết của mình là Los Pepes, viết tắt cho cụm những người bị Pablo Escobar bức hại.
Cũng phải nói là Pablo rơi vào hoàn cảnh khốn cùng này do hiện tại đã mất đi nhiều người anh em thân tín, nhất là trong số đó có cậu em Gustavo. Gustavo từng nhận xét Pablo là một người rất thông minh nhưng lại bảo thủ. Vậy nên nếu ông lãnh đạo một mình hoặc không có ai bên cạnh có đủ trọng lượng để khiến Pablo phải lắng nghe, thì sớm muộn sự tự cao của hắn sẽ vùi dập đống cơ ngơi trị giá cả chục tỷ đô này. Mặc dù tình trạng bạo loạn đang xảy ra cực kỳ phức tạp, nhưng một số quốc gia công giáo như Colombia vẫn cần đón Giáng sinh. Los Pepes sẽ nhúng tay và trang trí bức tranh an lành của người dân bằng những diễn viên không hô hấp của Pablo Escobar. Sự việc không dừng lại ở một hay vài cái xác, nên bắt buộc báo chí đã phải vào cuộc và gây áp lực lên phía chính phủ. Họ đang yêu cầu lời bình luận của Tổng thống về Los Pepes. Cơ mà đứng trên góc độ lợi ích thì nhóm này cũng đang tiêu diệt Pablo, nên Tổng thống bảo là tạm thời vấn đề chúng ta nên quan tâm là Pablo Escobar, chuyện nhóm sát thủ này tính sau. Rõ ràng là nhóm Los Pepes đang hoạt động hiệu quả hơn hẳn cảnh sát. Một là chúng có nguồn tin khắp nơi, hai là không bị nhân dân ghét như phía cảnh sát. Nhưng đôi khi làm cùng một việc thì cũng có ngày phải chạm mặt nhau. Như là lần này, sau khi bán thông tin cho Los Pepes về đàn em của Pablo là Blacky, thằng này thì người yêu hay dỗ nên phải đưa tiền để dỗ suốt. Tạm không nói đến chuyện yêu đương, thì cả nhóm Los Pepes và cảnh sát đang có mặt trên phố. Dù đã phím lại cho bên kia để tránh mặt cảnh sát, nhưng xe của họ vẫn phải đi qua một trạm kiểm soát. Tại đây, con trai của đại tá mới nhậm chức đã yêu cầu anh em nhà Castano xuống xe. Suýt chút nữa hai bên đã xảy ra va chạm, nếu như Pena không tới kịp để làm nguội bớt tình hình. Trong lúc đó thì phía Pablo đã tìm ra cách để điều tra những kẻ đứng đằng sau Los Pepes. Họ có Brisco, một tên bác sĩ máu mặt trong hệ thống y tế. Ông ta đã tìm được một tên sát thủ Los Pepes bị dính đạn hôm trước. Và tin tôi đi, không ai biết cách làm cho bạn đau hơn một người bác sĩ. Sau cùng, Pablo đã biết được Castano đứng sau Pepes. Vậy điều gì mang Castano ra khỏi rừng rú? Tất nhiên là rất nhiều tiền, nhiều hơn số mà Judy có thể kiếm được. Và đó chỉ có thể là băng ma túy Cali. Pablo thì không sợ trời, không sợ đất. Nếu băng Cali muốn va chạm thì ông sẵn sàng chơi. Kết quả là vài hôm sau, tại đám cưới của đứa con gái ông chủ băng Cali, giữa lúc cô dâu chú rể đang đắm chìm trong hạnh phúc, thì từ đâu bay ra một quả lựu đạn cực kỳ vô duyên, khiến cả đám cưới biến thành công trường xây dựng. Tất nhiên nếu như Pablo đã không tôn trọng chuyện lễ nghi, thì băng Cali sẽ truy cùng diệt tận, từ thằng thư ký liếm tem đến cô em viết hóa đơn cho đi từng mẻ hàng. Ai cũng biết từ giờ trở đi sẽ không có sự khoan dung nào cả. Ấy thế mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, bà mẹ của Pablo vẫn dung đi nhà thờ. Và chỉ chờ có thế, Los Pepes đã theo chiếc xe lúc bà ta quay trở về. Khi gia đình tề tựu cạnh nhau, cũng là lúc mà các vị khách không mời mở tiệc bên ngoài. Số người nằm xuống lần này là không nhỏ, nhưng may mắn là gia đình Pablo vẫn toàn mạng. Chỉ trừ đúng cậu em dâu vừa mới ghé chơi được mấy ông. Nếu mà mọi người nghe lời cậu ta đi sơ tán sớm thì đã không rơi vào cảnh này. Đây được coi là lần đầu tiên mà hai đứa con của Pablo phải nghe thấy tiếng súng đạn, trong khi mặt chúng đờ đẫn ra. Thì ông bố đã không kiềm chế được mà văng tục ngay trước mặt con mình. Tình thế đang ngày một hiểm nghèo cho ông chủ Mai Thúy. Liệu Pablo Escobar sẽ có nước đi như thế nào để lật lại ván cờ? Mà trong đó ông ta đã dần rụng rơi hết những binh hùng tướng mạnh. Với một con chó điên như Pablo Escobar, khi hắn không thể đánh trực tiếp vào băng Cali cũng như nhóm Castano, Pablo sẽ cho đàn em đánh bom các công ty và nhà thuốc trực thuộc. Hắn không quan tâm có ai ở trong đó, dù là nhân viên, khách qua đường hay bất cứ thứ gì không may đi ngang qua. Khi bom được kích hoạt, tất cả biến thành cát bụi. Pablo đặt thành phố Bogota vào cơn nguy, và chính phủ Colombia ở tình trạng báo động. Nếu tiếp tục lờ đi Los Pepes, sẽ có thêm bom được đặt. Cùng với đó, Pablo quyết định sẽ chuyển gia đình mình tới một nơi an toàn hơn, ở nước Đức chẳng hạn. Bởi theo pháp luật thì chính phủ không thể ngăn việc vợ con hắn xuất ngoại. Thế là đặc vụ Murphy được cử đi để theo dõi gia đình nhà ông trùm. Đến khi máy bay đáp xuống ga quốc tế để chuẩn bị bay đi Đức, thì Murphy đã liều mình mà cô láo với các cán bộ hải quan là cái gia đình kia mang rất nhiều ngoại tệ nên cần phải kiểm tra. Thực ra thì Murphy không biết điều đó, nhưng một người như Pablo sẽ chẳng để vợ con mình thiếu thốn. Và đúng là khi bị giữ lại, trong chiếc vali kia chứa một đống tiền Mỹ. Khi được vợ gọi về cầu cứu, Pablo rồ lên. Hắn gọi điện cho đại sứ quán Đức, gọi cho cả bên sân bay, bắt đầu chửi loạn lên, đe dọa sẽ đánh bom cả lò nhà chúng nó. Nhưng Tổng thống Gaviria đã đi một bước với đại sứ Đức, khiến những lời thóa mạ của Pablo chẳng còn chút sát thương nào. Khi đến đường cùng, Pablo nhờ đến sự giúp đỡ của trưởng ban công tố Gustavo, người mà đã từng có những quyết định gây khó khăn cho Tổng thống. Để bảo toàn tính mạng của mình, thì Gustavo cũng ậm ừ rồi đến thưa chuyện với Tổng thống. Theo ông thì lão chẳng đứng về phía Pablo, nhưng cũng không phải phe Tổng thống. Khi đứng ở góc độ trung lập đó, ông ta cho rằng không nên giữ gia đình hắn ở sân bay mãi. Thay vào đó tạm thời cứ cho ở một khách sạn 5 sao và được cảnh sát bảo vệ, để đỡ cánh báo đài nói chính phủ cùng một ruột với Los Pepes. Quay lại vài ngày trước một chút, tên luật sư Duque đã bị các sát thủ Los Pepes hỏi thăm. Bằng một cách thần kỳ nào đó, với hơn 30 cái lỗ bị đục trên chiếc ô tô, thì người hắn vẫn lành lặn chẳng hề có một vết xước nào. Sau khi thoát chết, Duque vội vã về nhà để đón vợ con đi lánh nạn. Vợ hắn thì tin rằng phụ nữ có quyền quyết định thứ mình muốn làm và nơi mình đến, nên là vẫn ở nhà. Thế nên Duque chỉ mang được con trai đi thôi. Vì mang con trai mà không mang đồ ăn, nên Duque phải đi mua chúng. Khi hắn mua thì hệ thống ghi lại thẻ tín dụng, và cảnh sát thì dễ dàng truy lùng được mấy thông tin đó. Sau vài ngày theo dõi xung quanh khu vực quanh vùng, Pena đã tìm thấy Duque. Duque xin Pena vé sang Mỹ, rồi hắn sẽ khai ra tất cả thông tin mình biết về Pablo. Nhưng làm gì có ai dính dáng tới Pablo mà được yên ổn.
Chỉ vài ngày sau, không biết phía Los Pepes lấy thông tin từ đâu mà hai cha con nhà Duque đã nằm gọn gàng chung với nhau sau cúp xe rồi. Trở lại với hiện tại, Pablo vừa mới cử thằng đàn em Blacky tới giải 220 cân thuốc nổ tại một khu phố gần phủ tổng thống một tuần trước khi khai giảng. Sự việc này khiến Colombia phải phẫn nộ. Bây giờ thì ai cũng đồng ý rằng hắn cần bị trừng phạt. Vì lo lắng cho gia đình nên Pablo đã cử Blacky đi theo dõi tình hình. Tên này chỉ có thể đứng từ xa rồi gọi về cho ông chủ của mình báo tình hình. Nhưng đen cho hắn là điện thoại thì sẽ có sóng. Có sóng thì phía cảnh sát sẽ bắt được tín hiệu. Thế là không lâu sau Blacky đã bị bắt lại. Cảnh sát đã tìm thấy cặn chất nổ ở tay và quần áo của hắn. Do sợ hãi mình bị khép tội vào vụ nổ ngày hôm trước nên Blacky đã phải khai ra một số thông tin. Lần này là của La Quica, cái thằng hay lui tới chỗ gái điếm. Thứ mà Blacky đưa là số điện đàm của Quica. Giờ cảnh sát chỉ cần gọi vào số đó, câu thời gian cho hắn bắt máy đủ thời gian là sẽ truy ra được vị trí. Cuộc gọi đầu tiên, Pena không nói gì cả, nên sau 5 giây thì Quica tắt máy. Thời gian đó là không đủ nên tiếp tục gọi cuộc thứ hai. Lần này Pena luyên thuyên gì đó về việc kêu gọi người đang xem video hãy ấn like và đăng ký cho The Reviewer để chúng tôi recap nốt phần thứ ba. Quả nhiên khi mất cảnh giác mà ăn bẫy quảng cáo thì Quica đã để cho phía kỹ thuật tóm được vị trí của mình. Khi nhận ra mình đã bị theo dõi, Quica bắn hai tên đồng bọn, định cầm số tiền lấy cho ông chủ mà bỏ trốn thì đã bị phía cảnh sát chặn lại. Có thể nói La Quica là đàn em số 1 của Pablo. Nếu bạn còn nhớ thì tên này suýt nữa đã đánh bom được tổng thống nếu như Murphy không kịp lúc đến báo cho ông. Việc mất đi Quica cũng coi như đặt dấu chấm hết cho Escobar. Đám buôn mai thí luôn nói về lòng trung thành, tất nhiên là cũng có đứa có, nhưng phần lớn số còn lại chỉ mạnh miệng cho tới khi đến lượt mình. Quica đã nhấc máy gọi ông chủ của mình, hỏi ông đang đi đến đâu, vì tối nay cả hai sẽ cùng tới một nhà xưởng sản xuất. Dù không tiết lộ thông tin gì nhưng có vẻ nghe giọng điệu nên Pablo đã đoán được thằng em đã bị cớm bắt. Sau đó ông chuyển hướng đi nơi khác để thoát khỏi một phen thủng người. Còn vợ hắn, bà ta cũng muốn giúp chồng mình một tay nên đã bỏ qua tư thủ cá nhân, điện thoại cô nhà báo Velez. Cô này thì nổi lên từ lúc nâng bi cho Pablo và cũng là nhân tình của tên bụng béo luôn. Thứ mà Velez giúp được thì không có gì nhiều ngoài một quả máy điện đàm giúp hai vợ chồng có thể dirty talk trong lúc xa mặt cách lòng. Kết quả ngay sáng hôm sau, xác của Velez được trưng bày ngay trước cửa khách sạn của bà vợ cùng dòng chữ gái điếm của Pablo. Trong cái thế này không sớm thì muộn Pablo cũng bị tóm nên đã quyết định lẩn về quê trốn, cụ thể là trang trại của ông già. Đây là lần đầu tiên chúng ta được biết đến ông. Lý do ông không sống cùng gia đình sẽ được đề cập sau. Còn giờ Pablo sẽ chuyển về trạng thái anh nông dân bụng béo. Cứ thế vài tháng trôi qua, không ai nghe ngóng tin tức gì về hắn cả. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn hàng ngày đi tuần tra và dò tín hiệu điện thoại. Còn chính phủ, khoảng nghỉ này là lúc để tổng thống lên án Los Pepes. Đáp lại, Los Pepes nói rằng việc của bọn tao xong rồi, bye mấy con vợ. Nhưng mà đấy là nói mồm rồi. Những kẻ cầm đầu, khi chúng đã được tiếp cận với bộ máy bánh khảo, chúng bắt đầu suy nghĩ tới việc kinh doanh thứ bột trắng này. Cơ mà Madeline như một khu rừng. Một rừng thì không thể có hai hổ. Con hổ thứ hai là nhà Moncada. Về chuyện này thì băng Cali xin phép đứng ngoài. Họ bảo Los Pepes thích làm gì là. Ngay sáng hôm sau, xe ô tô của Judy bị gắn bom. May mắn cho bà ta ra xe muộn một chút, nếu không thì chắc cũng BBQ như ông chồng. Sau sự việc thì Don Béo gọi ngay cho Pena tới để xin sự giúp đỡ từ phía cảnh sát. Nếu không bà ta sẽ phanh phui chuyện Pena đi đêm với các băng đảng. Vị đặc vụ đã về thưa lại chuyện này với trưởng ban Messina là hãy bảo vệ Judy để đổi lại thông tin của bà ta về đường dây mua bán của băng Cali. Nhưng tay Don Béo đã đi trước một bước, vì biết nếu ở lại với Judy sớm muộn gì mình cũng trở thành nạn nhân tiếp theo. Nên gã đã chủ động tới nhà của băng Cali, nói rằng mình sẽ chuyển phe, rồi sắp xếp cho Judy một chuyến đi Mỹ dưới dạng bảo vệ nhân chứng. Bà ta sẽ phải khai hết từ chuyện băng đảng đến chuyện của Pena. Tính ra là bảo toàn được cái mạng, nhưng mất hết. Trong khi bản đồ mai thúy đang được viết lại, thì ở đâu đó, ông trùm của chúng ta đang cải tà quy chính. Theo Dan Vâu thì gọi là nuôi cá và trồng thêm rau ấy. Tầm này mà được đưa gia đình về đây thì cuộc đời coi như là viên mãn. Nhưng ông già của Pablo không nghĩ như vậy. Khi này mâu thuẫn giữa hai bố con mới được bộc lộ. Pablo thì trách bố mình sống vô tâm, chôn chân ở cái nông trại này bao nhiêu năm, đến mặt đứa cháu mình cũng không biết. Còn ông già thì cảm thấy xấu hổ khi đẻ ra một thằng giết người. Ông cho rằng nếu đã là đàn ông thì phải sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, chứ không phải là tắc quai tắc quái rồi bỏ về quê trốn, rũ bỏ mọi thứ. Sau cuộc tranh cãi đó, Pablo quyết định trở lại đô thị. Ông lệnh cho Lyman đi lấy tiền được chôn cách đây vài cây số. Nhưng đáng buồn thay, tiền trong cái hố đó đã bị mục hết, không thể tiêu được. Nên là Lyman đành ghé qua nơi cô bạn single mom đang lánh nạn. Hắn đòi lại số tiền mà mình cho cô. Cơ mà không biết mẹ bỉm sữa giấu đi hay tiêu pha kiểu gì mà chỉ còn đúng một cọc tiền. Mẹ bỉm bị lấy đi tiền nuôi con thì nổi đóa lên, chửi rủa tên bạn đã đẩy mình vào bước đường này. Chửi gì không chửi, lại chửi nó là thằng con hoang, với cả tao chúc mày bị cảnh sát bắt. Thế là nó điên lên bóp cò trò phạt. Cô em nằm lăn quay khi chưa kịp nhắm mắt luôn. Cầm vài đồng bạc lẻ quay về, Lyman tưởng rằng sẽ bị ông chủ quạt cho một trận. Nhưng có lẽ giai điệu đồng quê đã dạy cho ông cách điềm tĩnh. Pablo chỉ đơn giản là ra đi lặng lẽ. Hắn sẽ viết dấu chấm hết cho cuộc đời ở Medellin. Hôm sau là ngày 1 tháng 12 năm 1993, là ngày sinh nhật của Pablo Escobar. Ông ta ngồi đó, trong căn nhà nhỏ với các tiện ích tối thiểu, thổi chiếc bánh sinh nhật bé xíu với những lời chúc từ vợ con được gửi qua chiếc điện thoại. Pablo nhắm mắt lại, nghĩ về cảnh tượng ở một vũ trụ khác, nơi mình đang đi nhậm chức tổng thống, được hàng chục các quan chức cấp cao đứng dàn hàng chúc mừng. Nhưng như một nhà báo gốc Ý đã nói, kịch bản ấy đẹp,
tiếc nó không xảy ra. Hiện giờ Pablo chỉ là một lão béo râu ria xồm xoàm, ngồi ăn suất cơm rang không có dưa bò tại một nhà trọ tồi tàn. Tầm này thứ xa xỉ nhất hắn có thể nhận được là cuộc gọi với vợ, thì nó lại bị phía cảnh sát nghe trộm rồi truy ra vị trí. Họ gửi ngay nguyên một đội gồm nhiều xe và lính tới, chuẩn bị kế hoạch tác chiến đàng hoàng. Thế nào mà khi phá cửa ra lại chẳng có ma nào bên trong? Thì ra thiết bị của Pablo có khả năng dội sóng phách vị trí. Thừa thế xông lên, Pablo lấy xe phóng ra phố, lần này tự đi luôn không cần tài xế. Pablo ghé vào một cửa tiệm mua một cây kem, vì đeo kính râm và có bộ râu xồm xoàm nên không ai để ý cả. Thấy game dễ quá nên Pablo đi ra quảng trường, lần này tháo cả kính. Nếu bị bắt giữa đường hay tệ hơn là bị bắn, thì ít ra Pablo đã có được cảm giác của một công dân tự do bước đi trên con phố quê nhà. Khi quay về, hắn khoe với vợ cuộc đi chơi của mình. Bà vợ khuyên Pablo hãy ra đầu thú khi game đã hạ màn, nhưng Pablo không hèn đến vậy. Dù có thua cũng phải đép nhà đến cùng. Vừa hay xe của bên tình báo đi tuần tra ngang qua và thấy hắn bên cửa sổ. Thế là toàn bộ cảnh sát trong khu vực được điều động tới quanh khu nhà. Cho dù có cố gắng chống trả, nhưng suy cho cùng Pablo Escobar thì vẫn là người trần mắt thịt. Ăn đến viên đạn thứ 3 là đã nằm ngửa bụng. Trước mắt hắn lúc này đang là cảnh sát Colombia và cả đặc vụ Murphy. Vậy liệu Pablo có cơ hội thanh minh trước báo chí về tội lỗi của mình không? Với một con quỷ như hắn thì không. Pablo đã chết dưới tay người Colombia, bị người Mỹ lôi ra tạo dáng chụp ảnh và được người dân nước nhà nâng ly ăn mừng. Sau khi chồng mình out game, phu nhân Escobar tới gặp ông trùm băng Cali để xin ân huệ. Coi như là trước đây chồng tôi với ông cũng từng là đối tác làm ăn. Đổi lại bà ta sẽ đi tìm và giao hết số tiền mà chồng mình đã chôn. Còn bây giờ sẽ là nội dung hấp dẫn ở phần thứ 3 và cũng là phần cuối của Narcos. Đặc vụ Pena bị triệu tập khẩn cấp về những tố cáo nhắm vào ông, về việc có liên quan tới các băng đảng, nhưng không phải là tòa án liên bang mà lại là bên điều chiến. Họ muốn ông hợp tác để đánh sập vị vua mới lên ngôi của Colombia, băng California. Và tôi cần quại. Xin chào và hẹn gặp lại.